cung kính ngưỡng huy bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Ca sĩ Phật tử Ngọc Ngân nhận được lời mời của ban tổ chức lễ hội Xuân Chùa Bái Đính đã từ thành phố Hồ Chí Minh cùng ba mẹ bay ra quê hương tỉnh Ninh Bình của chúng ta để tham dự chương trình văn nghệ lễ khai Xuân Chùa Bái Đính năm 2018. Và kính bạch trên chư tôn Thiện Đức, kính thưa toàn thể chư quý vị, bé Ngọc Ngân là một trong những ca sĩ thành danh từ những tiết mục của Phật giáo chúng ta từ khi còn rất nhỏ, năm bé Ngọc Ngân lên 3 tuổi. Và ngày hôm nay, Ngọc Ngân sẽ đến với sân khấu của chúng ta qua một tiết mục được mang tên Lễ hội Mùa Xuân Chùa Bái Đính. Xin một tràng pháo tay thật lớn thật dài của tất cả chư quý vị để chúng ta lắng nghe giọng hát của ca sĩ Phật tử Ngọc Ngân. Thank you.